kiểm điểm trách nhiệm chính cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, Đồng Nai sẽ kiểm điểm trách nhiệm của chính cựu lãnh đạo tỉnh qua nhiều thời kỳ, kéo dài từ năm 2009 đến năm 2018, do liên quan tới công tác sử dụng đất và tình hình triển khai một số dự án công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ban hành kế hoạch tổ chức kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ, kết luận số 1739 về việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, công tác quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng, công tác quản lý hoạt động khai thác cát trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, việc kiểm điểm nhằm xác định cụ thể trách nhiệm của cá nhân có liên quan đến sai sót, sai phạm mà kết luận 1739 chỉ ra, qua rà soát phải làm rõ nguyên nhân và xây dựng giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoàn thành công việc được giao. Nội dung kiểm điểm đối với công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong 3 năm, từ năm 2013 đến năm 2015, việc tiếp công dân của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chưa đảm bảo theo quy định. Tỉnh không công khai hoặc công khai không đầy đủ lịch tiếp công dân của thủ trưởng trên cổng thông tin điện tử, phê duyệt chậm kế hoạch thanh tra với thời gian cụ thể là 2 năm. Về thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng, tỉnh không công khai hoặc công khai không đầy đủ về tài chính ngân sách nhà nước trên cổng thông tin điện tử, không có báo cáo đầy đủ về tình hình quản lý sử dụng tài sản công, không có tài liệu chứng minh việc công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công. Đối với công tác sử dụng đất và tình hình triển khai một số dự án công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, Đồng Nai sẽ kiểm điểm trách nhiệm của chính cựu lãnh đạo tỉnh qua nhiều thời kỳ, kéo dài từ năm 2009 đến năm 2018, gồm các ông Võ Văn Một, Đinh Quốc Thái, Ao Văn Thinh, Võ Văn Chánh, Trần Minh Phúc, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Phú Cường, Trần Văn Vĩnh và bà Phan Thị Mỹ Thanh. Việc kiểm điểm chính cựu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai liên quan đến chậm phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất chưa đúng quy định, thực hiện chưa đúng quy định về phương pháp xác định giá đất, chậm đầu tư dự án hoặc đầu tư không đúng tiến độ, giao đất thực hiện dự án, trong đó có đất trồng lúa nhưng không xác định rõ làm cơ sở thu tiền bảo vệ, phát triển đất chuyên trồng lúa. Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công chậm, phân bổ vốn đầu tư công của một số dự án quá thời gian quy định, chưa thực hiện đầy đủ quy trình về thẩm định giá, công tác thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng của một số dự án còn chưa tốt, công bố giá vật liệu xây dựng sơ sài không đầy đủ. Dự án của ông Lê Thanh Thản kéo những cán bộ nào nhúng chàm? Thưa quý vị, Viện Kiểm sát buộc 6 bị can, nguyên là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng và cựu cán bộ thanh tra xây dựng quận Hà Đông, thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện vi phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng. Trong vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cáo buộc 6 bị can là nguyên lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng và cán bộ thanh tra xây dựng quận Hà Đông có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cơ quan tố tụng, dự án CT6 Kiến Hưng do công ty BMS do ông Lê Thanh Thản làm tổng giám đốc, xây dựng từ ngày 31 tháng 10 năm 2010 và hoàn thành vào ngày 25 tháng 11 năm 2012. Trong gần 2 năm triển khai, dự án này đã có hàng loạt vi phạm trong xây dựng, sai quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt trước đó. Đặc biệt, khoảng thời gian thi công, ông Thản còn ngang nhiên quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án này. Mặc dù vậy, chính quyền địa phương đã không thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm để kịp thời ngăn chặn xử lý. Trách nhiệm được xác định thuộc về các ông Đỗ Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng, giai đoạn từ năm 2004 đến tháng 4 năm 2015. Ông Nguyễn Duy Uyển, Phó Chủ tịch phường từ năm 2004 đến ngày 30 tháng 6 năm 2011. Ông Bùi Văn Bằng, Phó Chủ tịch phường từ ngày 1 tháng 7 năm 2011 đến tháng 10 năm 2018. Ngoài ra, các cán bộ thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũng bị cơ quan công tố cáo buộc đã không thanh tra, kiểm tra việc thi công xây dựng công trình, không phát hiện vi phạm để báo cáo những vi phạm trong việc đầu tư xây dựng tại dự án CT6 Kiến Hưng.
Ba người được xác định có vi phạm trên gồm ông Nguyễn Văn Năm, Chánh Thanh tra Xây dựng quận từ ngày 15 tháng 9 năm 2010 đến tháng 8 năm 2012, ông Vương Đăng Quân, Phó Chánh Thanh tra Xây dựng quận phụ trách phường Kiến Hưng từ ngày 15 tháng 9 năm 2010 đến tháng 10 năm 2018 và ông Mai Quang Bài, Cán bộ Thanh tra Xây dựng quận từ ngày 7 tháng 12 năm 2010 đến tháng 12 năm 2014. Cáo trạng thể hiện, quá trình xác minh, cơ quan điều tra không tìm thấy bất kỳ tài liệu, hồ sơ kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý nào của Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng và Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông đối với các công trình xây dựng vi phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng. Vi phạm của 6 bị can nêu trên đã gây thiệt hại cho 488 người với số tiền hơn 481 tỷ đồng. Tại vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã xem xét trách nhiệm của ông Lê Cường, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông. Cáo trạng cho biết, từ tháng 7 năm 2008 đến tháng 3 năm 2012, ông Cường là Phó Chủ tịch quận, phụ trách quản lý đô thị. Sau đó, ông này được bầu giữ chức Chủ tịch quận đến tháng 5 năm 2012. Trong khi đó, dự án CT6 Kiến Hưng được triển khai xây dựng từ ngày 31 tháng 10 năm 2010 đến ngày 25 tháng 11 năm 2012. Cơ quan công tố cho biết, tại các cuộc họp giao ban khối quản lý đô thị hay giao ban quận Hà Đông, ông Cường đã nhiều lần chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra phát hiện các vi phạm trật tự xây dựng tại tất cả các công trình trên địa bàn. Tuy nhiên, riêng dự án CT6 Kiến Hưng, ông Cường không được Ủy ban Nhân dân phường này hay Thanh tra Xây dựng quận báo cáo đề xuất kiểm tra. Theo cáo trạng, hành vi của ông Cường có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng sau khi xem xét, Viện Kiểm sát thấy vị nguyên lãnh đạo này đã bị xử lý về mặt đảng với hình thức cảnh cáo và về mặt chính quyền với hình thức chuyển công tác nên không cần thiết phải xử lý hình sự. Tương tự, ông Phạm Khắc Tuấn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông, giai đoạn từ tháng 5 năm 2008 đến tháng 4 năm 2014, nguyên Bí thư Quận ủy Hà Đông, giai đoạn tháng 4 năm 2012 đến tháng 5 năm 2015, được xác định là có thiếu sót ở mức độ gián tiếp của người đứng đầu nên không bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.